Tập 23. Thực ra em có vị trí rất đặc biệt trong lòng tôi. Tôi cũng thích em. Vô cùng thích em. Tôi rất muốn được ở bên cạnh em. Nhưng mà tôi không thể đi bước này được. Tôi là một nghệ sĩ. Tôi là nghệ sĩ của Star Entertainment. Tôi không được phép yêu. Không được có tin đồn, không được yêu đương. Hơn nữa tôi muốn hát vang cho cả thế giới. Bài hát mà tôi muốn hát, vì nó tôi có thể bỏ tất cả. Bao gồm cả em. Em không hiểu những lời anh đang nói là gì. Du Tử Duệ mà em quen biết từ trước đến giờ chưa từng nói những lời này. Tôi rất ích kỷ, đúng không? Tôi biết tôi rất ích kỷ. Hoặc là có thể nói tôi chính là một người ích kỷ. Tôi cũng sẽ không viện cớ cho sự ích kỷ của mình đâu. Tôi làm tổn thương em, tổn thương tình cảm của em. Nhưng tôi vẫn mong rằng trong thế giới dối trá lừa lọc này, có thể có một người thật sự hiểu tôi. Người đó sẽ không phải là tôi. Alo. Cô sao vậy? Cô khóc hả? Đang ở đâu vậy? Tôi hỏi cô đang ở đâu mà. Ngày mai không có lịch trình. Tôi nghỉ ngơi một ngày nha. Alo. Chuyện gì vậy? Cảm ơn cháu, cảm ơn.
Nào nào nào, cạn ly. Đợi chút tôi nghe điện thoại nha. Alo, Hà Duyên, cậu đang ở đâu thế? Mình đang ở bên ngoài chơi với mấy đồng nghiệp ở Bùng Đổ, sao vậy? Mình mua champagne chúc mừng chúng ta trở thành đồng nghiệp. Sao vậy, nhớ mình rồi hay sao? Không phải tối nay cậu là gia nhân của buổi hẹn hay sao? Thì mình cũng ra ngoài chơi không phải sao? Vậy cậu có gần tới chỗ bọn mình không? Thôi vậy, cậu cứ chơi đi. Được, vậy mình cúp máy nha. Tạm biệt. Mình tự uống vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng Du Tử Vệ sắp trở thành ngôi sao. Tôi là nghệ sĩ của Star Entertainment. Hơn nữa tôi muốn hát vang cho cả thế giới bài hát mà tôi muốn hát, vì thế tôi có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả em. Chút nữa là thành công rồi. Anh sắp có tất cả rồi. Nhưng tôi thì... Nhưng tôi làm sao đây? Tôi chẳng còn gì cả.
là vì cậu ta sao? Mèo lười chân chân. Dậy thôi. Thức dậy nào. Bữa trưa rồi đó. Dậy thôi nào. Cậu làm sao vậy? Đau đầu. Đầu. Vậy thôi uống chút nước nha. Không phải chứ. Dư chân chân, xong qua cậu đã uống rượu vậy? Một mình cậu uống hết chai rượu luôn hả? Chắc chắn là có chuyện tốt rồi, đúng không? Cậu tỏ tình với Du Tử Duệ rồi hay sao? Cậu mau thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Dậy kể cho mình nghe. Tin tốt phải chia sẻ với bạn thân chứ. Mau nói đi mà. Du Tử Duệ nói, tụi mình thích hợp làm bạn bè. Anh ấy làm sao vậy trời? Mình đi. Bộ cậu thấy mình chưa đủ thê thảm hay sao? Không phải đâu. Vậy sao cậu không gọi cho mình? Nói rõ ràng chứ. Tối cậu ngoạo quá cho nên mình nghe không rõ. Cậu nói sớm thì mình quay về với cậu rồi. Không sao đâu. Ngủ một giấc là qua hết thôi mà. Con người của anh ấy đểu cán quá đi. Cậu chưa nổi tiếng mà đã ra vẻ rồi. Anh ấy không phải ra vẻ. Dù sao mình cũng quen rồi. Nhiều năm như vậy, yêu thầm bao nhiêu lần đều tự động kết thúc. Tính ra thì Du Tử Duệ đã coi như tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng để cho mình hết hy vọng. Cậu thôi đi nha. Anh ấy như vậy rồi còn nói đỡ cho anh ấy nữa. Thiệt tình à. Tối qua cậu không về hay sao vậy? Hôm qua mình hát mãi với bọn họ. Cậu sớm nói thì mình về sớm với cậu rồi. Nhưng sao mình lại nhớ trong nhà có người ta? Được rồi. Đáng thương quá, chắc chắn là cậu uống sai lắm rồi. Đầu óc không còn tỉnh táo. Cậu mau nằm xuống đi. Nằm yên đi mà. Mình sẽ nấu cho cậu chút cháo hải sản, hoặc là chút nước mật ong. Cậu cứ nghỉ ngơi một lát nha. Đừng nghĩ nhiều quá đó. Đừng nghĩ nhiều chuyện khác nữa. Mau quên cái tên cặn bã đó đi. Xin lỗi. Chỉ có 24. Cảm thấy mọi thứ đều tốt. Cũng không có chuyện gì làm tôi bận tâm. Có một điều đau đầu, đó chính là tôi sống tốt hơn em. Dường như ở trước mặt tôi, quấy đang dần dần biến mất.
Cô ấy đau lòng như vậy, một món quà an ủi cô ấy thôi. Mua gì đây? Đồ đặt thiết kế. Hút hút. Khả Hân, cô về rồi hay sao? Anh có nhớ em hay không? Tôi nhớ, tất nhiên tôi nhớ rồi. Sau này em ở trong nước không đi nữa, ở cạnh anh luôn đó. Trong nước rất tốt mà, sao phải đi? Anh nhìn nè, em vẫn luôn đeo món quà sinh nhật anh tặng cho em đó. Đẹp lắm, rất hợp với cô. Cảm ơn. Đi thôi, chúng ta đi ăn nha. Bây giờ hả? Ăn trưa. Tôi đi thôi. Không được, lát nữa công ty tôi có cuộc họp, tôi phải tới công ty. Em đặt chỗ xong rồi. Để lần sau đi. Sao anh cứ bảo lần sau? Sao anh cứ bận vậy? Không sao đâu, anh có thể vừa ăn cơm vừa làm việc. Làm gì có, làm gì có chuyện vừa ăn vừa làm việc chứ. Trợ lý Dương, cô tới đúng lúc lắm. Tôi và Hút Hút muốn ra ngoài ăn cơm. Chúng ta đi cùng nha. Không phải đâu Khả Hân, Chúng tôi vẫn bàn một chút câu chuyện mới được. Vậy được rồi. Vậy lần sau anh có ăn cơm với em không? Nhất định sẽ ăn. Nói rồi đó. Vậy hai người làm việc đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô không sao chứ? Tôi làm sao? Không phải cô nói bị bệnh sao? Khỏe chưa? Chỉ là cảm giác thôi mà, khỏi lâu rồi. Cô chắc chắn chứ? Không có để lại di chứng gì chứ? Cảm thôi, có di chứng gì? Nghe cô nói như vậy chắc là cũng khỏe rồi ha. Sao anh còn chưa thay đồ vậy? Giám đốc Mã đợi cả buổi rồi. Cô nói xem chị ta có chuyện gì mà cứ bắt tôi phải tới công ty hoài vậy? Trực tiếp nói chuyện với cô không được sao? Đó là người ta thấy chuyện quan trọng không nói với tôi, phải nói trực tiếp với anh. Vậy để chị ta đợi đi. Không có chuyện gì quan trọng hơn tôi cần làm bây giờ. 3 phút thôi. No one's watching. Thế nào? Hay lắm đúng hay không? Anh sáng tác hả? Tôi, cô quan tâm bài hát này anh sáng tác làm gì? Đây là một giai điệu bạn tôi sáng tác, muốn tôi hát cho cậu ấy. Cô chỉ cần nói tôi có hay hay không thôi. Cũng thường, không có cảm giác đặc biệt gì hết. Đó là vì bài hát này tới bây giờ chỉ có nhạc đệm Dương cầm. Khi tôi làm xong cả ca khúc, thêm giai điệu vào đó, khi hai thứ hòa vào nhau, bài hát này nhất định sẽ trở nên rất hoàn hảo. Bài hát này không chỉ có vấn đề về hòa âm phối khí, cả nửa sau của bài hát nghe luôn có vẻ thiếu gì đó. Nên cá nhân tôi đề nghị anh không nên hát bài này. Tôi cảm thấy vừa rồi cô chưa có chú ý nghe. Tôi hát lại lần nữa cho cô nghe. Tôi nghe kỹ rồi, nên anh không cần hát lại. Có thêm mấy lần nữa cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta không có thời gian, lát nữa còn phải tới công ty. Cho nên với vai trò là quản lý, tôi không đồng ý anh hát bài này. Thì là nếu anh thực sự cảm thấy ái ngại hay sĩ diện gì đó, anh muốn mua thì cứ mua đi. Dù sao cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng mà không được hát.
anh sáng tác sao? Tôi làm gì có thời gian sáng tác. Chúng ta đi tìm Mã Lệ Na đi. Bách Hút, hôm nay tôi kêu cậu tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu. Nhưng lát nữa mong cậu hãy nghe tôi nói hết. Cho dù có ý kiến bất đồng gì, chúng ta từ từ bàn bạc sao cũng được. Chị đã cho tôi một buổi dự phòng trước như vậy, xem ra chị đã biết tôi sẽ có ý kiến bất đồng hay sao. Là thế này, lần trước cậu ghi hình quảng cáo Hando cùng với Vivian. Sau chuyện đó thì tôi mới biết cô ta chính là Văn Văn. Nhưng mà tôi rất cảm động, vì thái độ hợp tác của cậu rất tốt, cho nên phản hồi của bên A vô cùng hài lòng luôn đó. Chuyện đó đã qua rồi, không cần nhắc tới. Sau này đừng gây chuyện kiểu này nữa đi. Hơn nữa tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ta. Bây giờ là thế này, công ty quản lý của cô ta mong cậu có thể cùng cô ta dưới hình thức nhóm nhỏ nhận một số hoạt động thương nghiệp và từ thiện quốc tế. Tôi thấy cũng được, dù sao giá của họ đưa ra cũng ổn. Hơn nữa năng lực tuyên truyền của công ty họ rất cao, lần này cũng cũng lời. Chị đùa với tôi sao? Tôi chung nhóm với cô ta. Tôi biết giữa hai người có một số khúc mắc, nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi. Cậu đàn ông con trai, những chuyện này có là gì đâu chứ. Như vậy bên tuyên truyền của chúng ta có thể giật tít, cậu có thể có nụ cười quên mọi ân oán, động lượng biết bao. Được rồi, chị không cần nói, tôi cũng biết tiếp theo chị muốn nói gì. Tôi hiểu ý của chị. Hơn nữa tôi không ngờ rằng thị lực của chị tốt như vậy đó. Sắp giống mắt kép của ruồi rồi đó. Cậu có ý gì chứ? Ý tôi là mắt chị có độ phân giải rất cao. Khi chị nhìn vào tôi không phải một con người, mà chỉ là từng điểm ảnh nhỏ. Cái này có thể tạo scandal, cái kia có thể sao chép bản quyền. Thêm một cái nữa có thể tung tin tiếp về bối cảnh gia đình các kiểu. Cuối cùng khiến tôi trở thành mâm hạt dưa của giới giải trí, cho mọi người sau khi ăn no rảnh rỗi vừa cắn vừa buông. Là ý này chứ gì? Bánh Hút, trước đây tôi luôn nghe nói cậu mờ miệng, hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Không quan trọng đâu, nhưng mong cậu có thể hiểu cho dụng tâm của tôi. Những việc này đều là suy nghĩ cho hình tượng của cậu hết. Cách hiểu về hình tượng của tôi và chị có phải có chút khác biệt hay không? Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách lăng xê của chị, chẳng có chút hứng thú nào luôn. Tôi cũng không thích. Cậu về trước cũng được. Dù gì công việc cụ thể tôi sẽ nói chuyện với Chân Chân, cô ấy sẽ truyền đạt cho cậu sau. Chị không nghe thấy những lời tôi vừa nói hay sao? Hay là chị nghe không hiểu? Vậy cậu có nghe lọt tai lời tôi nói với cậu hay không vậy? Giám đốc Mã, về việc hợp tác với Giang Giang, em cũng không đồng ý. Dương Chân Chân, cô quên mình là ai rồi hay sao? Tuy cô là quản lý của cậu ấy, nhưng về mặt công việc, cô do tôi quản lý đó. Nếu cô không nghe theo sắp xếp của tôi sẽ cho cô cuốn gói ngay lập tức. Làm ơn cô hãy đứng đúng vị trí của mình. Thái độ của cô như vậy là gì đây? Cô cho rằng tôi đang nói đùa hay sao? Không hề có ý đó, chỉ là thấy những lời này có hơi quen. Từ ngày đầu tiên em vào Star Entertainment, không ngừng có người nói với em có thể đuổi em bất cứ lúc nào, bao gồm cả Trịnh Bách Hút. Trước giờ em không sợ bị đuổi việc bất kỳ lúc nào. Em có thể đi tới ngày hôm nay là vì em luôn kiên trì với việc mình cho là đúng. Hơn nữa em sẽ tiếp tục kiên trì. Cô bớt nói mấy lời quang minh chính đại này với tôi. Cô đừng cho rằng cô tìm được núi dựa này, cô liền có thể muốn làm gì thì làm nha. Tôi nói cho cô biết, quan hệ giữa người với người không có bền vững như cô tưởng tượng đâu. Đây là nhắc nhở thiện chí nhất của tôi. Em cũng rất đồng ý với quan điểm của chị, nên trước giờ em không có dự định phụ thuộc vào ai. Hơn nữa em cũng sẽ luôn kiên trì việc bản thân mình cho là đúng. Cho nên giám đốc Mã à, ngại quá về việc hợp tác của Văn Văn, chắc là bỏ đi. Lần sau có cách gì khác thì chúng ta nói chuyện tiếp. Đi thôi. Tôi thấy cô ấy nói rất đúng đó. Cá bè một lứa. Văn Đình, sao vậy anh Hút? Trưa nay mọi người muốn ăn gì? Cô đặt cho mọi người nha, tôi mời. Anh Hút mời hả? Cảm ơn anh Hút, ai mời cơ? Bây giờ anh Hút thật là ngầu. Anh Hút mời, được, anh Hút quy vũ. Cảm ơn anh Hút. Chân Chân, cô được đó.
kích động gì vậy? Mọi người nhìn xem chân chân kìa, nói để cho anh ấy thay đổi lại thay đổi ngay, còn đột nhiên mời chúng ta ăn. Chúng tôi có chút chưa quen với chuyện này. Cô không sao chứ? Sắc mặt khó coi vậy. Không sao đâu. Trần Thiên Hạo, bây giờ Trịnh Bách Hút hung hăng quá rồi đó. Cả công ty này không có ai quản được cậu ta nữa rồi sao? Còn như chân chân đó nữa, rốt cuộc cô ta là quan hệ gì, bối cảnh gì lại dám chống đối ngay trước mặt của em? Anh quản lý công ty kiểu gì vậy? Trên dưới đều lộn xộn hết lên, không có chút quy củ và chế độ nào hết. Giám đốc Mã, xin đem luôn đó. Có thể đừng tùy ý chạy tới phòng làm việc của tôi la hét được không? Nhân viên nghe thấy thì sao? Nghe thấy còn cho rằng em là bà chủ của tôi đó. Em không cần biết. Bây giờ em rất tức giận. Em chỉ có một yêu cầu, lập tức đuổi việc Dương Chân Chân. Giám đốc Mã, tôi là ông chủ của công ty, rất nhiều việc không tiện can dự vào. Nhưng mà tôi có thể cho em một vài đề nghị, tôi mong em có thể nghe lọt tai. Tôi mong em học được cách làm thế nào để trao đổi với nghệ sĩ, làm thế nào để xoa dịu họ. Có những lúc thủ đoạn phải mạnh mẽ, có lúc phải xoa dịu, phải tươi cười. Tất nhiên, cá tính của mỗi nghệ sĩ không giống nhau, quan điểm của mỗi người cũng không giống nhau. Đặc biệt nghệ sĩ lớn sẽ là khá khó khăn. Những chuyện này đều có thể học hỏi, đều có thể từ từ học, từ từ thích ứng, được không? Đừng gấp gáp quá. Được. Đối diện Dương Chân Chân ngay. Mình buồn ngủ chết mất. Lau nhà hả? Mình tạm thời không thay giày nha. Mình ngồi chút. Làm gì mà mệt dữ vậy? Cậu không biết đâu, hôm nay mình cùng Du Tử Duệ đi làm tạo hình. Stylist đó coi mình là trợ lý của anh ấy. Một chốc bảo mình làm cái này, một chốc bảo mình làm cái kia. Mệt chết đi được. Cũng đúng, không nhắc tới anh ấy. Không sao, đỡ công ty mà. Dù sao cậu cũng là trợ lý của anh ấy, sau này giúp anh ấy nhiều hơn sẽ tốt thôi. Mình biết, mình biết. Hay là nói về cậu đi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Người cả công ty đều đang bàn tán về các cậu. Nói gì vậy? Nói cậu ở trước mặt Trịnh Bách Hút chống lại Mã Lệ Na, làm chị ta tức điên lên, chạy tới phòng làm việc của giám đốc Trần náo loạn một trận. Dù sao thì nếu cậu không công khai xin lỗi chị ta thì sẽ đuổi việc cậu đó. Mình cũng đang nghĩ có phải cách của mình có vấn đề, nên làm chị ấy hiểu lầm được không? Dù sao thì cậu cũng cẩn thận chút đi. Mình thấy chị ta có chỗ dựa đó. Cậu nghĩ xem, giám đốc Trần cũng không làm được gì chị ta, giám đốc Đỗ cũng chán ghét chị ta như vậy, không phải chị ta vẫn ở đó sao? Nhưng mà chị đối xử với Bách Hút rất tốt. Chỉ là có thể quan điểm của bọn mình có khác biệt. Mình cũng thấy làm mà mỉ như vậy không tốt lắm. Vậy cậu tự mình giải quyết đi. Nhưng mà còn có người nói, có người nói cậu rất giỏi. Chị Trịnh Bách Hút ngoan ngoãn nghe lời. Người ta có miệng của người ta, mình có thể nói gì chứ? Cũng đúng. Ai vậy? Giám đốc Mã. Vậy cậu nói chuyện chút đi. Tính cách của chị ấy đừng có làm chị ta nổi nóng nghe chưa. Giám đốc Mã, Chân Chân à, ngủ chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Giám đốc Mã, chị nói đi. Là thế này, hôm nay thái độ của tôi không được tốt lắm, nên gọi điện cho cô, nói xin lỗi cô một câu. Không đâu giám đốc Mã, đó là do thái độ của em không tốt mà. Sao có thể chứ? Cô vì công việc cô làm đúng. Sau đó tôi nghĩ một hồi, để Trịnh Bách Hút hợp tác với Giang Giang thật sự không tốt lắm, cho nên tôi hủy phương án này rồi. Cảm ơn giám đốc Mã hiểu cho. Tôi tất nhiên hiểu rồi. Mọi người đều vì công việc mà, nên giữa chúng ta sẽ không xen lẫn tình cảm cá nhân vào. Xét việc không xét người, đúng không? Còn nữa là phiền cô giải thích với Bách Hút. Cô thấy sau này mọi người còn làm việc cùng nhau, trong lòng cô khúc mắc sẽ bất tiện biết mấy. Giám đốc Mã yên tâm đi, em sẽ nói rõ với Bách Hút mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Được, vậy không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Vâng, tạm biệt giám đốc Mã, ngủ ngon. Tôi đúng là không thể xem thường cô. Cậu giỏi quá nha. Mà mình thấy con người dễ đâu có tệ đâu. Nhưng mình không thấy vậy. Dù sao mình nghe chị ta nói chuyện, mình liền cảm thấy kỳ lạ quá. Cậu vẫn cẩn thận thì hơn, mình không thẹn với lòng mà.
Được, cậu không thẹn với lòng mình đi nghỉ trước đi. Cậu dọn dẹp tiếp đi nha. Chân chân, chân chân. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Trùng hợp quá, không ngờ có thể gặp cô ở đây. Cô tìm chị Vũ Kỳ hả? Dễ chắc còn chưa tới. Tôi không tìm chị ta. Tôi tìm chị ta làm gì? Tôi tìm cô, tìm tôi. Chúng ta tìm quán cà phê nói chuyện đi. Sao vậy? Tôi muốn nói chuyện về fan của cô. Vậy tới phòng làm việc của tôi đi. Tôi... Ngồi đi. Uống gì chứ? Cà phê hay nước lọc? Không cần, không cần khách sáo đâu. Chân chân, nhân duyên của cô tốt thật đó. Nhanh như vậy, từ trợ lý thăng lên quản lý luôn. Nhưng mà tôi thấy văn phòng của cô có vẻ hơi giản dị rồi. Lần sau khi tôi tới, sẽ mang cho cô vài bức tranh để trang trí. Sao vậy? Ngồi đi, ngồi đi. Có việc gì sao? Hôm nay tôi tới tìm cô. Tôi nghĩ thế này. Cô thấy đấy, cô làm quản lý của Trịnh Bách Hút. Tôi cũng không có báo lại với cô tình hình làm việc của fan đâu. Cũng đúng, gần đây tôi nói hết bận việc sẽ tới tìm cô, tìm hiểu về việc thành lập fandom. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi phải tới tìm cô. Sao cô cần tìm tôi? Gần đây tôi tìm hiểu một chút, hình như thành lập fandom là một công trình rất lớn. Đúng, không có đơn giản như vậy, vô cùng phức tạp luôn đó. Hơn nữa fan của Trịnh Bách Thúc đều là những đứa trẻ tầm 18-19 tuổi, chẳng hiểu chuyện chút nào. Nói một câu không hợp lý là cãi liền. Nói chuyện với họ tôi cũng mệt chết đi được. Vậy thì cũng không thể chuyện gì cũng để cô tự thân vận động. Đúng, phải dựa vào quản lý, phân thành nhiều cấp. Fan của Trịnh Bách Thúc lại phân bố ở khắp nơi trên toàn quốc. Mỗi khu vực của chúng tôi đều có quản lý khu vực. Vậy không phải giống như quản lý doanh nghiệp lớn sao? Đúng, cho nên tôi dự định mở một hệ thống quản lý kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, tiến hành quản lý online. Rất giỏi đó. Đó đều là kinh nghiệm mà. Nếu không thì Trịnh Bách Hút nhiều fan như vậy. Mỗi lần tổ chức fan meeting, fan đưa đón sân bay, chỉ mình tôi mệt chết đi được. Vậy lần sau để tôi gặp mặt những lãnh đạo nồng cốt nói chuyện đi. Cô muốn gặp chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng mà tôi cảm thấy không cần thiết. Cô muốn làm chuyện gì thì cứ dặn dò tôi giúp cô thực hiện. Chân chân, à thì đây là món quà tôi tặng cho cô. Cái này quý giá quá không được đâu. Đây là chút tâm ý của tôi thôi, không có quý giá gì hết. Bình thường tôi cũng không dùng tới những thứ này, thật sự là không thích hợp đâu. Không thích nhãn hiệu này phải không? Vậy cô nói cho tôi nhãn hiệu cô thích, tôi mua cho cô. Tôi không có ý đó. Chân chân, tôi hiểu ý của cô rồi. Cô vừa mới nhận chức, lại không quen thân với tôi, có chút đề phòng là bình thường. Nhưng mà con người của tôi rất tốt, tôi thành thật, rất thành thật đó. Chân chân, có phải cô cảm thấy trước đây tôi thân thiết với Tôn Vũ Kỳ quá, cô không vui sao? Tôi thân thiết với Tôn Vũ Kỳ, đó đều là chuyện công việc thôi, với cái đức tính đó của chị ấy, ai muốn thân với chị ấy đâu. Hơn nữa tôi nói cô nghe, Tôn Vũ Kỳ còn nói xấu cô, tôi chẳng đáp lại một câu nào hết, thiệt mà. Hơn nữa chân chân, xem tôi cũng mua quà rồi, còn đặc biệt chọn cho cô. Tôi không tặng cô thì tặng ai đây? Cô cứ nhận đi mà. Nếu không được thì cô tặng tôi một cái. Tôi đùa đó, cô mời tôi ăn cơm cũng được mà. Nhận đi, nhận đi. Vậy cảm ơn nha. Như vậy là đúng rồi, lễ nghĩa qua lại. Có lễ nghĩa mới có tình cảm chứ. Cô làm việc đi, làm việc đi. Tôi đi trước nha. Cô làm việc đi ha. Tôi đi đây, làm việc đi. Lạc lạc, làm rơi đồ nè. Chân chân, sao cô phải làm như vậy chứ? Nếu cô không nhận thì tôi sẽ đưa cho công ty. Đừng đừng đừng, tôi nhận, tôi nhận. Con người cô sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Đi thông thả nha.
chào tất cả các quý vị khán giả. Chào mừng tất cả các khán giả đón xem trận đấu bóng ngôi sao, bóng rổ chạm chạm. Hôm nay khách mời chúng tôi mời tới đều rất là giỏi. Họ là người chơi bóng rổ giỏi nhất trong số các ca sĩ. Hôm nay tại sân chơi của chúng ta lần lượt chia thành Quang Minh và đội Minh Quang. Được, vậy tiếp theo để chúng ta vỗ tay đồng nhiệt, mời khách mời nhan sắc đẳng cấp hôm nay Trịnh Bách Húc, Du Tử Duệ dẫn theo thành viên của họ vào sân. Vỗ tay chào mừng. Đẹp trai quá, nhóm thần tượng trời ban mang theo thực lực của họ sẽ phát huy đặc sắc tại hiện trường ngày hôm nay. Được, ngày hôm nay tôi phát hiện báo danh ở sân bóng rổ của chúng tôi ngày hôm nay, tất cả các khách mời, tất cả các khán giả chủ yếu đều là phái nữ. Tôi nghĩ các bạn không tới xem bóng mà chủ yếu là tới xem mặt thôi. Tôn chỉ của cuộc thi là tình bạn số 1 thi đấu số 2. Vậy vào giờ phút này để chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng họ được không nào? Được. Cố lên, cố lên, cố lên. Được, được, được. Đuổi kịp rồi. Sao Dương Tử Vệ tới? Ngạc nhiên không? Bất ngờ hay không? Tụi mình cũng là nhận điện thoại mau chóng qua đây thôi. Lát nữa còn phải về công ty thu nhạc nữa đó. Nhưng giám đốc Út gì Tử Vệ mà cố gắng đưa ra chương trình thực tế này, chứng minh Tử Vệ ở công ty cũng khá tốt. Anh ấy rất phối hợp đó. Hay, hay quá. Không ngờ anh Út giỏi như vậy đó. Đúng rồi, cậu có nhớ người gọi là Lạc Lạc, nhóm trưởng fan club của anh Út không? Cậu biết không, cô ta biết hai chúng ta ở gần nhau, gần đây cứ hỏi thăm mình. Hỏi mình là cậu ở đâu, rồi mình thường thích thứ gì, là người ở đâu, hỏi nghiêm trọng lắm luôn đó. May mà mình thông minh, mình chẳng nói gì hết. Yên tâm đi, dù sao cô ta hỏi gì mình cũng không nói. Để cô ta tới hỏi cậu, sau đó thì sao? Sau đó cô ta tặng cho mình một cái này, nói mình hay chiếu cố cô ta nhiều hơn. Sao cậu lại giận vậy? Mình không có giận. Cô ta đưa cho mình chạy luôn, mình đuổi không kịp. Mình nói cho cậu biết, cô ta bây giờ thấy Du Tử Duệ sắp nổi tiếng, mà cậu lại là trợ lý của anh ta, cho nên hối lộ thôi. Thật hay giả vậy? Mình còn nghĩ cô ta tặng cho mình dây chuyền này là vì quan hệ của cậu và mình tốt, muốn định bợ mình thôi, để đến gần cậu hơn. Vậy trả lại ngay và luôn cho mình. Mình biết rồi. Vậy mình sẽ trả lại ngay. Cậu sẽ tặng mình sợi dây chuyền thế này sao? Chỉ cần cậu ngoan mình sẽ tặng. Đẹp. 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 Được rồi, chúng ta thấy cuộc thi đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi. Tất cả các vận động viên tại đây của chúng ta đều dùng tất cả bản lĩnh của họ, cũng không có bất cứ hành vi nhường nhịn nào. Cuộc thi vô cùng đặc sắc. Vậy giờ phút này các bạn khán giả của chúng tôi ơi, nếu bạn thấy đội nào có thể chiến thắng hoặc là vận động viên nào là vận động viên giỏi nhất trong lòng của bạn, thì hãy cầm điện thoại lên để bỏ phiếu nào. Trịnh Bách Húc, Trịnh Bách Húc, Trịnh Bách Húc. Du Tử Duệ cố lên. Trịnh Bách Húc cố lên. Trịnh Bách Húc cố lên. Bao thêm một quả nữa đi. Trịnh Bách Húc cố lên. Trịnh Bách Húc cố lên. Trịnh Bách Húc cố lên. Cố lên. Trịnh Bách Húc. Bóng đẹp. Du Tử Duệ cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, Du Tử Duệ cố lên. Du Tử Duệ cố lên. Xin lỗi nha, không phải cố ý đâu. Công khai không được thì đánh hay sao? Phạt bóng đi. Không cần cậu nói.
Trịnh Bách Hút cố lên, Trịnh Bách Hút cố lên.